Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 4 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 4 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài 31 nhân với số có một chữ số. Vậy thì để nhân với số có một chữ số chúng mình sẽ nhân như thế nào? Đầu tiên chúng ta hãy quan sát lên màn hình, thầy có một phép tính như sau. Đó là 137.206 nhân với 3. Như vậy chúng ta thấy 137.000 206 là số có 6 chữ số đúng không? Nhân với 3 thì ở đây là số có một chữ số. Bây giờ chúng mình hãy thảo luận cách đặt tính và tính, sau đó chia sẻ cho các bạn nào. À đúng rồi. Theo yêu cầu thì chúng ta sẽ làm gì? À chúng mình sẽ phải đặt tính, sau đó sẽ là tính đúng không? Vậy chúng mình sẽ đặt tính như thế nào? Đúng rồi, chính xác. Cũng giống như các phép tính nhân ở lớp trước chúng ta đã được học, khi hai chữ số nhân với một chữ số, ba chữ số nhân với một chữ số, cách đặt tính cũng tương tự như vậy đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ viết số 137.206, sau đó là số 3, chú ý số 3 sẽ viết thẳng cột với số 6, thể hiện cột đơn vị nhé. Và giống nhân chúng ta viết lùi về đằng trước ở giữa hai số một chút và đường kẻ ngang thay cho dấu bằng. Cụ thể chúng mình sẽ tính như thế nào? À đúng rồi, chúng ta sẽ tính theo thứ tự từ phải sang trái đúng không? Chúng mình sẽ lấy 3 nhân với 6 bằng 18, viết 8 và nhớ 1 đúng không? Tiếp tục chúng mình lấy chính xác 3 nhân với 0 sẽ bằng 0 và thêm 1 lúc nãy mới nhớ sẽ là 1, viết 1. Chú ý viết 1 sẽ thẳng cột với 0. Tiếp tục chúng mình sẽ lấy 3 nhân với, đúng rồi, 3 nhân với 2 bằng 6, viết 6, số 6 viết thẳng cột với số 2. Tiếp tục chúng ta lấy 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 và nhớ 2, số 1 viết thẳng cột với số 7, viết 1 nhớ 2. 3 nhân 3 bằng 9, thêm 2 lúc nãy nữa sẽ là, đúng rồi, 11, viết 1 và nhớ nhớ 1. Số 1 thẳng 1 thẳng cột với lại số 3. Tiếp tục lấy 3 nhân với 1 bằng 3 thêm 1 lúc nãy vừa nhớ nữa là 4, viết 4 thẳng cột với số 1. Như vậy là chúng ta đã đặt tính và tính xong phép tính 137.206 nhân cho 3. Cách tính thì chúng ta cũng thấy tương tự như cách tính ở các lớp trước chúng ta đã được học. Khi số có 3 chữ số nhân cho số có một chữ số hoặc là 4 chữ số nhân cho số có một chữ số thì bây giờ đây chúng ta tính số có 6 chữ số, tức là số có nhiều chữ số nhân với số có một chữ số. Cách đặt tính cũng tương tự. Cách tính thì chúng ta tính từ phải sang trái lần lượt theo từng từng cột với nhau, từng hàng với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức này làm một số phép tính sau. Chúng ta sẽ dừng video và thực hiện cho thầy ba phép tính trên màn hình. À như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải đặt tính đúng không? Cách đặt tính thì chúng mình cũng đặt tính tương tự. Đầu tiên chúng ta sẽ viết số 372.143, 134 nhân cho 3, cách đặt tính tương tự như trên màn hình. Chúng mình sẽ tính từ chính xác từ phải sang trái đúng không? Và ở đây thì chúng ta có thể thấy 3 x 4 bằng 12, viết 2 nhân 1. 3 x 3 là 9, thêm 1 là 10, viết 0 nhân 1. Và 3 x 1 là 3, thêm 1 là 4. 3 x 2 bằng 6, viết 6. 3 x 7 là 21, viết 1 nhân 2. 3 x 3 là 9, thêm 2 là 11. Sẽ là bằng 1 116.402. Và phép tính thứ hai thì chúng mình tính được bằng bao nhiêu? Đúng rồi, chính xác sẽ là bằng 483.012. Vậy phép tính thứ ba, à đúng rồi, chính xác đó là 661.208. Như vậy là chúng mình đã thực hiện xong các phép tính mà thầy yêu cầu.
Bây giờ chúng mình sẽ vận dụng những kiến thức này, chúng ta sẽ đến với phần là luyện tập. Trong phần luyện tập thì chúng mình sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập đầu tiên yêu cầu chúng ta đó là tính. Ở đây thì chúng mình thấy các phép tính đã được đặt tính. Chúng mình chỉ cần, à đúng rồi, cần tính thôi đúng không? Thì cách tính như thế nào? Chính xác, chúng ta sẽ thấy cách tính thì chúng mình sẽ nhân từ phải sang trái đúng không? Bây giờ chúng ta hãy dừng video và làm các bài tập này, sau đó quan sát lên màn hình để so sánh kết quả của chúng ta với kết quả của thầy có giống nhau hay không nhé. Bây giờ chúng mình cùng chia sẻ kết quả cho các bạn. Bây giờ chúng ta thấy ở đây đều là các phép tính đã được đặt tính thì chúng ta sẽ nhân lần lượt từ phải sang trái 6 nhân 1 bằng 6 đúng không? 6 nhân 9 54. Viết 4 nhân 5, sau 1 là 6 thêm 5 là 11. Viết 1 nhân 1 và 6 nhân 3 là 18. Thêm 1 là 19. Như vậy sẽ là 19.146. Phép tính thứ hai chúng mình tính được bằng bao nhiêu? 3 nhân 7 bằng 21. Viết 1 nhân 2. 3 nhân 2 bằng 6, đúng không? Thêm 2 là 8. 3 nhân 2 là 6, viết 6. 3 nhân 6 18, viết 8 nhân 1. 3 nhân 1 là 3, thêm 1 là 4. Như vậy sẽ bằng 48.681. Chú ý khi các phép tính nhân thì chúng ta cần phải viết kết quả thẳng cột tương ứng với những phép tính thẳng cột chúng ta đã nhân nhé. Phép tính thứ ba thì chúng ta sẽ tính được bằng bao nhiêu? Chính xác sẽ là bằng 685.496. Vậy phép tính cuối cùng, đúng rồi, đó là 1.232.688. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Chúng mình sẽ đến với bài tập thứ hai. Bài tập thứ hai yêu cầu chúng ta đó là đúng rồi, đặt tính rồi tính. Vậy thì theo yêu cầu của bài, chúng mình sẽ thấy bài yêu cầu chúng ta là đặt tính rồi tính. Vậy thì chúng mình sẽ phải có hai bước, đúng không? Yêu cầu đầu tiên chúng ta sẽ là đặt tính. Yêu cầu thứ hai sẽ là tính, đúng không? À, vậy thì bây giờ chúng ta lại dừng video và đặt tính, tính các cái phép tính này. Sau đó lại quan sát lên màn hình. Vậy thì bây giờ chúng ta đã đặt tính xong thì bây giờ chúng mình cùng tính xem là kết quả của thầy với kết quả của chúng ta có giống nhau hay không. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt phép tính 908 nhân với 6, chúng ta viết số 908 nhân dấu nhân ở giữa hai số, số 6 thẳng cột với số 8 đúng không? Nhân lần lượt sẽ là từ phải sang trái. Và chúng ta sẽ lấy 6 nhân 8 bằng 48, viết 8 nhân 4, 6 nhân 0 bằng 0. Cộng với 4 là 4. 6 nhân 9 54, vậy sẽ bằng 5.448. Phép tính thứ hai chúng ta cũng thấy đặt tính tương tự. Chú ý khi đặt tính số 7 sẽ thẳng cột với số 6 nhé. Và có thêm đường kẻ ngang dấu nhân ở giữa hai số. Lần lượt nhân sẽ nhân từ phải sang trái. 7 nhân 6 42. Viết 2 nhân 4. 7 nhân 0 bằng 0. Thêm 4 sẽ là 4. 7 nhân 2 14. Viết 4 nhớ 1, 7 nhân 1 bằng 7, thêm 1 là 8, 7 nhân 3 21, sẽ là 21, 2.218.442. Phép tính thứ 3 thì chúng ta tính được bằng bao nhiêu? À đúng rồi, chính xác, sẽ là bằng 965.224. Phép tính cuối cùng chúng mình sẽ tính được bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 2.090.255. Bạn nào cũng đáp án như trên mình có thể là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một bài toán tiếp theo, yêu cầu đó là gì? Số, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có số đã cho thì gồm có là 8.219, 15.216, 132.091. Vậy thì chúng ta sẽ gấp các cái số đã cho lên hai lần thì là bao nhiêu? Gấp các số đã cho thêm 3 lần sẽ là bao nhiêu? Chúng mình thấy gấp thì muốn gấp một số lên một số lần, chúng ta lấy số đó nhân với số lần đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ lấy các phép tính ở đây nhân với gấp 2 lần thì chúng ta sẽ nhân với 2, gấp 3 lần thì chúng ta sẽ nhân với 3. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng dừng video và làm bài tập này nhé. Ở đây thì chúng ta có thể thực hiện phép tính bên ngoài xong rồi viết kết quả vào. Ví dụ như là 8.219 nhân với 2 thì chúng ta sẽ gấp 2 lần lên để sẽ làm bằng 16.438. Nếu như số 15.216 mà gấp lên 2 lần thì sẽ bằng 30.000 đúng không?
30.432. Còn gấp lên 3 lần thì chúng ta sẽ thấy là bằng 45.648. Còn số 8.219 và gấp lên 3 lần sẽ là 24.657. Vậy thì số 132.091 mà gấp lên 2 lần, chúng ta lấy 132.091 nhân với 2 thì sẽ bằng, đúng rồi, 264.182. Còn 132.091 thì gấp lên 3 lần thì sẽ bằng 396.273. Bạn nào cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng mình tiếp tục làm bài tập số 4, tính giá trị của mỗi biểu thức sau. Trong bài tập này thì trong câu A chúng ta thấy sẽ có hai phép tính, câu B cũng có hai phép tính, câu C cũng có hai phép tính. Nếu như phép tính đầu tiên thì trong biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia thì ta thực hiện như thế nào? Đúng rồi, trong các phép tính mà thực hiện không có ngoặc, chỉ có cộng trừ nhân chia thì chúng ta sẽ thực hiện các phép tính nhân chia trước rồi cộng trừ sau. Còn biểu thức có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Chính xác, nếu như biểu thức có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ phải tính ở trong ngoặc trước, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy dừng video và thực hiện tính giá trị của các biểu thức trong câu A, câu B và câu C. Bây giờ chúng mình cùng chia sẻ cho các bạn nhé. Đối với câu A, phép tính đầu tiên đó là 250 cộng cho 250 nhân với 2. Phép tính này không có ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân trước, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân đó là 250 nhân với 2 trước. Và sẽ giữ nguyên 250 cộng với phép tính nhân này, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ thấy nếu như 250 nhân với 2 thì sẽ bằng 500, và 250 cộng với 500 thì sẽ bằng 750. Còn phép tính thứ hai thì yêu cầu chúng ta sẽ phải tính ở trong ngoặc trước, đúng không? Vì phép tính này không ngoặc, như vậy 250 cộng với 250 sẽ là 500, và 500 nhân 2 thì sẽ bằng 1.000. Đó là phép tính ở câu A. Câu B, câu B cũng tương tự, chúng mình thấy chỉ có phép trừ và phép tính nhân thì chúng ta phải tính phép tính nhân trước, đúng không? Còn phép tính thứ hai chúng ta thấy 750 mà trừ cho 50 thì chúng ta phải tính ở trong ngoặc trước vì ở đây có dấu ngoặc. Rồi bây giờ chúng mình cùng tính nhé. Đầu tiên đó là 750 trừ cho 50 nhân với 5 thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân trước, đúng không? Và chúng mình sẽ thấy 50 mà nhân với 5 thì sẽ bằng 250. Và chúng mình lấy 750 trừ đi 250 thì sẽ bằng 500. Còn ở đây thì chúng mình cần phải tính trong ngoặc trước, 750 trừ đi 50, đúng không? 750 trừ đi 5 trừ đi 50 thì sẽ là bằng 700, và nhân với 5 thì sẽ bằng 3.500. Bạn nào cũng đáp án như trên mình có thể là đúng nhé. Tiếp tục đến câu C thì chúng ta thấy phép tính thứ nhất đó là 210 nhân 4 trừ cho 4 nhân với 210 thì có hai phép tính nhân, thì như vậy chúng ta cần phải tính hai phép tính nhân này trước rồi chúng ta sẽ phải tính trừ sau, đúng không? Còn biên giới thì chúng ta cần phải tính trong ngoặc. Vậy thì chúng ta thể tính như sau. Đầu tiên chúng mình sẽ thực hiện phép tính nhân đó là 210 nhân với 4 và 210 nhân với 4 đã, đúng không? Như vậy sẽ là 210 nhân 4 thì bằng 480, rồi trừ cho 480 sẽ là bằng 0. Còn phép tính này yêu cầu chúng ta cần phải tính ở trong ngoặc trước, và 270 chia cho 9 thì sẽ bằng 30, và tiếp tục lấy 3 nhân cho 30 và nhân với 0 thì sẽ là bằng 0. Tất cả số nào nhân với 0 cũng bằng 0, đúng không? Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình có thể là đúng. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với bài toán số 5. Trong bài toán số 5 thì chúng mình có thể quan sát lên màn hình có một bài toán mua bán trực tuyến yêu cầu như sau. Các hình thức đặt hàng trực tuyến giao hàng tại nhà đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến. Bằng hình thức này, một đơn vị giao hàng trong một ngày có thể giao đến 150 suất bánh pizza. Hỏi, trong một tuần, đơn vị đó có thể giao được
nhiều nhất bao nhiêu suất bánh pizza. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại yêu cầu bài toán và cho thầy biết bài toán đã cho chúng mình biết điều gì. Như vậy thì bài toán cho chúng ta biết là bằng hình thức giao hàng trực tuyến thì trong một ngày có thể giao đến 150 suất bánh pizza. Hỏi thì trong một tuần đơn vị có thể giao được bao nhiêu suất bánh pizza, đúng không? Một ngày thì được 150 suất bánh, vậy một tuần chúng mình sẽ làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ tóm tắt bài toán nhé. Một ngày thì chúng ta thấy có 150 suất pizza, một tuần yêu cầu chúng ta tính sẽ là một tuần thì có bao nhiêu suất pizza. Vậy thì chúng ta thấy một tuần thì cần phải tính là đổi ra xem là bao nhiêu ngày, đúng không? Thì chúng ta sẽ tính được. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng dừng video và làm bài tập này nhé. Như vậy thì chúng ta cần phải đổi một tuần thành 7 ngày đã, vì đơn vị sẽ là ngày. Và lời giải đầu tiên đó là số suất pizza mà đơn vị có thể giao được nhiều nhất trong một tuần là, một tuần thì có 7 ngày mà một ngày thì có 150, chúng ta sẽ lấy 150 và nhân với 7 thì bằng 1050. Suất pizza như vậy trong một tuần sẽ giao được 1050 suất bánh pizza. Đáp án là 1050 suất bánh pizza. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình là của thầy là đúng. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với bài tập trong phần vận dụng và trải nghiệm. Chúng mình sẽ đến với một bài toán liên quan đến thực tế. Đó là giá vé đi cáp treo tham quan tại một khu du lịch như sau. Thứ nhất sẽ là giá vé loại có hai loại, loại vé đúng không? Người lớn thì đi cáp treo là 750.000, còn trẻ em sẽ là 550.000. Và ở đây thì nhà bạn Trang có 6 người, bao gồm 4 người lớn và 2 trẻ em. Hãy giúp Trang tính xem mua vé cáp treo khứ hồi đi và về cho cả nhà cần bao nhiêu tiền. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại yêu cầu bài toán và cho thầy biết bài toán đã cho chúng mình biết điều gì. Như vậy thì bài toán cho chúng ta biết đó là nhà Trang thì có 6 người, bao gồm 4 người lớn và 2 trẻ em, đúng không? Mà ở đây chúng mình thấy là giá vé người lớn thì đó là 750.000, giá vé trẻ em đó là 550.000. Thì chúng ta cần phải tìm số tiền mua vé của người lớn đã, đúng không? Rồi chúng ta lại tìm số tiền mua vé cho trẻ em. Và chúng ta sẽ tìm tổng số tiền mua vé cả nhà, đúng không? Cả đi cả về thì cần bao nhiêu tiền. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng dừng video và giải bài tập này nhé. Ở đây thì chúng ta có thể lời giải như sau. Số tiền mua vé cáp treo cho 4 người lớn là sẽ là bằng 750.000 nhân với 4 vì có 4 người lớn mà. Như vậy chúng ta sẽ thấy là 3 triệu. Số tiền mua vé cáp treo cho hai trẻ em là đó là 550.000 nhân với 2 sẽ là 1 triệu 100.000 đồng. Bây giờ chúng mình sẽ tính số tiền mua vé cáp treo khứ hồi cho cả nhà, đúng không? Thì chúng ta sẽ cộng hai cái tổng số tiền này lại. Số tiền mua vé cáp treo khứ hồi cho cả nhà là 3 triệu cộng với 1 triệu 100 thì sẽ là 4 triệu 100.000 đồng. Và đáp số sẽ là 4 triệu 100.000 đồng. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Có thể cách tính thứ hai thì chúng ta cũng tính một cách nhanh nhanh gọn như sau. Chúng ta sẽ tính gộp lại. Ví dụ số tiền mua vé cáp treo khứ hồi cho cả nhà bạn Trang là thì đó là 750.000 nhân cho 4 cộng cho 550.000 nhân cho 2, chúng ta cũng tính số tiền nhân trước rồi xong đó chúng ta sẽ cộng lại thì cũng sẽ là 4 triệu 100.000 đồng. Đáp số cũng là 4 triệu 100.000 đồng. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài 31. Nhân số có nhiều chữ số. Nhân với số có một chữ số, môn toán lớp 4 của bộ sách Cánh Diều. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo trong những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại em trong những video sau.